nhóm mà bạn ngoài. Nó họp bạn hay gì á? Nhậu không có nhà Tết, nhậu không có đi được không? Mà năm nay chắc nghỉ vậy, nghỉ viện rồi, năm nay vô con đổ khổ mới nghỉ rồi. Ừ. Cái có con lụa, lụa làm bên ủy ban hay gì á? À, thấy đăng mấy đăng Facebook xã nào? Nghe đây thấy đăng ủy ban chứ không biết làm phải xã nào nữa. Ở thị trấn Mỹ Tú, thị trấn Bình Nghĩa vậy. Thấy đăng hình đó. Nghe thiệt mới đây 15 năm. Cái nón nha.